tất cả những cái Dạ gì đúng mà rồi. liên quan đến 1 năm 4 thì phải có khoản lộ chi phí. Đó là buổi học Dạ hôm đúng trước. rồi. Hôm nay lại phát sinh là bên mình lại sẽ có 2 kỳ tính giá thành. Kỳ tính giá thành thứ nhất đó là gì? Là kỳ tính giá thành của dịch vụ. Kỳ tính giá thành thứ hai là kỳ tính giá thành của xây dựng. Chị sẽ đi tách khoản lộ chi phí Yeah. ra, bởi vì thế này, do là mình làm theo thông tư 133, tất cả đều phải định khoản. Nếu định khoản nợ 1 năm 4 thì em cần phải gắn khoản mục chi phí đi kèm. Nhưng nếu công ty mình chỉ làm dịch vụ không thôi nhá, thì chị không cần tách cái khoản chi phí ra, mà vì công ty mình lại vừa có 2 hướng thì theo thông tư 133 là chị sẽ đi tách khoản mục chi phí ra. Em vào cho chị cái dấu ba chấm rồi chọn tất cả các danh mục ở đây, thì trong khoản mục chi phí đây sẽ có này, nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp này, trong sản xuất chung ấy thì có này, sản xuất chung chấm khấu hao này, sản xuất chung chấm MN này, tức là khấu hao là tài sản cố định này, mua ngoài là như có cái chi phí như là bảo hộ lao động ấy, mua ngoài ấy. Thế còn sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất này chính là phần phân bổ công cụ đấy em, tự click vào ấy để cho nó mở rộng ra hết. Trong xây dựng thì sẽ phải có các cái chi phí như máy thi công này, nhân công trực tiếp này, nguyên vật liệu trực tiếp này. Em hiểu thế nào là nguyên vật liệu trực tiếp rồi đúng không? Đó, cát, đá, sỏi, xi măng. Dạ. À, nhân công trực tiếp là các cái nhân công mà mình thi công trực tiếp trong công trình xây dựng ấy thì người ta gọi là nhân Dạ. công trực tiếp. À, còn có cả nhân công gián tiếp nữa. Nguyên vật liệu là cát, đá, sỏi, xi măng này. Rồi. Nhân công trực tiếp ở đây chị là cái người trực tiếp thi công, được gọi là nhân công trực Thi tiếp công. này. Còn nếu như những cái người mà quản lý chung công trình ấy thì em sẽ chọn cho chị là sản xuất chung chấm nhân viên phân xưởng này. Còn những cái khoản chung chung mua ngoài ấy, như kiểu mà bảo hộ lao động này, thì sản xuất chung chấm MN này, ví dụ như bảo hộ lao động này, như là Yeah. bạt về các kiểu ấy, mình mua về để làm lán trại cho công trình ấy, thì mình chọn là sản xuất chung chấm MN này. Và một Yeah. số chi phí máy thi công, ví dụ như ca máy ấy, thì mình chọn là máy thi công. Nhưng mà chú ý này, nếu mà máy thi công mà biết rõ cho cái công trình nào ấy thì em chọn cho chị là khoản mục chi phí ấy và chọn công trình luôn. Yeah. Còn nếu Yeah. em mà chưa biết là cái máy thi công này nó thuộc vào cái công trình nào thì em sẽ Yeah. đừng có chọn là máy thi công cho chị, mà em sẽ chọn là sản xuất chung. Đối với máy thi công ấy thì Visa đang tách rất là cụ thể quá, có nghĩa rất là chi tiết rồi, thì ở trong này nó sẽ quy định này, cho cái máy chạy ấy thì mình sẽ chọn Cấp là cho máy máy thi chạy. công vật liệu đấy, cho nên Visa Rồi. tách khá là chi tiết. Máy thi công MN mua ngoài, ví dụ như mình sẽ không tự làm máy của mình mà mình phải đi thuê ca máy ở ngoài ấy, thì mình sẽ chọn cho chị là máy thi công chấm MN. Cái đó gọi là chi phí thuê cả máy ở bên Chi ngoài. phí thuê ca máy ở bên ngoài có nghĩa là lúc đó mình sẽ phải phân bổ ấy cho từng công trình như thế nào ấy, tỷ lệ bao nhiêu, thì cái phần đó là chị sẽ hướng dẫn sau. Nhưng bây giờ tạm tạm thời thì em hiểu ấy về các cái vấn Dạ. đề trong khoản mục chi phí cả đã. Và chị chú ý là máy thi công này chỉ khi nào em xác định được cái chi phí máy thi công này của công trình nào thì mới nên chọn mục là máy thi công. Tức là thế này, nếu như cái chi phí máy thi công đó lại không biết phân bổ cho cái trong công trình nào cả mà mình lại muốn phân bổ chung ấy, có nghĩa thế này nha, Yeah. một cái máy thi công đó trong 1 tháng này nó có sẽ có 50 công trình ấy đang thi công song song, nghĩa là mình thì muốn phân bổ luôn theo tỷ lệ vật tư đổ vào từng công trình hoặc theo tỷ lệ doanh thu ấy mà mình không muốn chia nữa, thì khi này em chọn máy thi công là không được, phần mềm không phân bổ cho em, mà khi này em lại phải chọn cho chị là sản xuất chung ấy, có nghĩa là sản xuất chung chấm Dạ. MN đấy em. Thay vì Dạ. có nghĩa em mà chọn máy thi công là em phải vừa chọn khoản chi phí vừa chọn công trình thì nó mới phân bổ, nó mới ok. Còn nếu em muốn phân bổ chung thì em Dạ. thay vì chọn máy thi công thì em phải chọn sản xuất chung. Nói vậy, đó là cái lưu ý khi sử dụng phần mềm Visa. À, Đó, em hiểu rồi. có nghĩa trong xây dựng thường thường thế này, nếu mà chỉ đích được cái ca máy này là của đúng công trình này thì hãy chọn máy thi công. Hiểu là như vậy. Không chắc chắn là của công trình nào mà để phân bổ chung cho từng công trình ấy. Cho nhiều công trình thì tốt nhất là em chọn cho chị là sản xuất chung chấm MN. Đối với thông tư 200 ấy là sẽ là chọn 621 này, 622 này. Thông tư 200 giá thành thì không định khoản qua 154 đâu, mà tất cả là đều phải chi tiết bằng 621, 622 và 627. Em có công nhận điều này không? 627. Đúng rồi. Thế trong 627 này ấy, thì thông tư 200 sẽ tách này. 6271 là vật tư này, nguyên vật liệu này. Rồi 6273 là những là công cụ này nhá. 6274 là tài sản này. Và 6278 ấy là chi phí mua ngoài này. Thì ở trong
thông tư 133 thì lại chọn là 154. Đã thông tư 133 là cái gì cũng 154 cả, vì Dạ, là định chị đi sang khoản xe. cái gì cũng 154 hết, chẳng tách gì cả. Chính vì thông tư 133 là cái gì cũng định khoản qua 154 cho nên quy định trên phần mềm visa phải ký hiệu bởi khoản mục chi phí mà chị vừa nói chuyện với em xong, nó Đúng, phải gắn với khoản mục đi chi kèm phí đó. Ví dụ vật tư là phải là nguyên vật liệu trực tiếp, sẽ là nhân công trực tiếp, cái này sẽ là sản xuất chung. Rồi trong sản xuất chung lại sinh ra ấy, chi tiết ấy, là ví dụ ở đây 6273 là sản xuất chung chấm công cụ dụng cụ, còn cái này là rồi. sản xuất chung chấm khấu hao đó, còn cái này là sản xuất chung chấm MN, ok chưa? Thế thì Rồi. đối với 621 này thì chị sẽ tách ra là 6211 cho nguyên vật liệu cái mảng công trình. Đối với bên tư vấn thì không có nguyên vật liệu đâu, mà chỉ có xây dựng công trình thì mới có vật tư thôi, em có công nhận không? Cho nên với cái 621 này có cần phải tách không? Như Không, vậy thì không cần phải tách. đúng rồi, không cần tách, hiểu chưa? Thế nhưng mà đến Rồi. 622 ấy, thì là phải tách, bởi vì 622 sẽ phải có cả lương cho tư vấn đấy và lương cho 222 đi. Ví dụ một là chị quy định là công trình xây dựng nhá, mà hai là chị quy định cho tư vấn nhá, nghe chưa? Thế nên là riêng nhân công thì phải tách đây này, 6273 ấy là 31 đấy, 6271 là gì? Tóm lại ở đây là chị sẽ phải tách ra theo tài khoản con hết. Một là quy định cho công trình, hai là quy định cho tư vấn. Em hiểu ý chị không? Tức là có nghĩa là chị đang giải thích cho em là về thông tư 200 luôn, để em hiểu được cả thông tư 133 ấy. Là thông tư 200, còn đây là thông tư 133. Vì giải thích từ thông tư 200 thì em mới hiểu được cái thông tư 133. Thông tư 133 thì vì ở đây là quy định là nguyên vật liệu trực tiếp rồi. Bây giờ chị phải tách ra này, khoản mục chi phí chấm này cho tư vấn. Ví dụ vậy, giả sử như tư vấn cũng có nguyên vật liệu đi. Chị đang nói như thế để cho em hiểu. Và công trình, em hiểu không? Đây nhân cộng thế. Tóm lại là như kiểu mình tách tài khoản con ấy thì là khoản phí ấy cũng phải chia ra cho công trình, em hiểu không? Và nhân công cho tư vấn, đúng không? Hiểu chưa? Đó, bởi vì em đang có hai cái tính kỳ tính giá thành ấy, song song cùng thực hiện, công ty vừa nhận dịch vụ lại vừa nhận cả công trình xây dựng, hiểu chưa em? Thế nên bây giờ ví dụ như em chị không tách như thế này thì tí nữa khi chạy giá thành chị không hiểu được cái khoản chi phí này là đang chạy cho kỳ tính giá thành nào cả. Cho nên là chị đang phân tích, sau khi phân tích xong rồi thì chị mới chạy vào phần mềm visa ấy để chị cái khoản mục chi phí ra, em hiểu chưa? Đó, đó.